Hello. 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 Hello con gái. Chào buổi sáng con gái yêu ơi. Hello. Hello. Con gái ngủ có ngon giấc không? Ngon giấc hả? Đúng rồi. Con gái ơi, con gái yêu của mẹ ơi, bữa nay em lớn quá à, em lớn nhanh quá, em lớn từ từ thôi nha, đừng lớn nhanh quá nha. Mẹ thương em. Em ơi, lúc em nói chuyện với mẹ bữa nay em hỏng rồi hả? Em hỏng chuyện hả? Em hỏng chuyện nhé hả? Em có điều chi muốn kể với mẹ không? Ôi, tối em ngủ có ngon giấc không? Ngon giấc hả? Đúng rồi, ngon giấc hả? Rồi em muốn kể cái chi nữa? Em mơ giấc mơ đẹp không? Em mơ về mẹ không? Em có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ em lắm. Bên này hỏng chuyện ghê quá hè. Dữ quá ta. Ông bà cô chú ơi, bữa nay em hóng chuyện lắm luôn á. Mới ngủ dậy đó ông bà cô chú. Trời ơi, em hóng chuyện thôi rồi luôn á. Chưa được 2 tháng nữa. Con ơi, con ơi, con gái yêu ơi. Hấp chà, hấp chà, hấp chà. Mày biết đấy, mày biết mà, mày biết mà. Con cười xinh nào, cười xinh nào. Cười xinh à, cười xinh có lúm đồng tiền này, có lúm đồng tiền. Có 2 lúm đồng tiền luôn không mà cô chú, mà lúm bên phải á thì nó bự hơn, nó rõ hơn, còn lúm bên trái phải cười thì thiệt là thiệt tươi á thì mới thấy được, mà lâu lâu mới thấy bên trái, còn bên phải là thấy hoài luôn đó ha, thấy hoài luôn đó. Lúm đồng tiền của bố đó ha, bố cũng có 2 cái lúm đồng tiền này, bà nội cũng có 2 cái lúm đồng tiền này. Lúm đồng tiền là ở bên nội nè. Con cười để mẹ quay cái lúm đồng tiền coi nào. Con cười đi. Cười xinh nào. Cười xinh. Hai cái má u nần luôn. Mai mốt em lớn hơn xí nữa thì cái lúm nó sẽ rõ hơn nữa ha. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, hóng chuyện này. Trời quá đất luôn đó, ông chú, cô chú. Mai mốt á hả, lớn thêm tí nữa mà biết nói rồi, không biết nói như yển luôn á. Em nói như con yển, con vẹt luôn đó hè. Mới nhận được cái thùng hàng từ bên Nhật gửi qua Mỹ, là mình order á mọi người. Order mấy cái loại bánh kẹo này kia của bữa Nhật á. Cái này là tính ra là chồng mình order chứ không phải mình. Trời ơi, ta nói hả, ổng lên order mà phải là hàng Nhật, là bay từ Nhật qua đây nha. Mất 2 tuần nó mới đến nơi á mọi người. Khổ quá, toàn là đồ ăn không à. Thì để mình coi là xem là ổng order gì nha, cho mọi người cùng theo xem luôn nha. Đây. Cái gì đây không biết nữa. Cái bánh gì á, ổng order nên là mình cũng chẳng biết là cái gì, hình như là cái bánh đó mọi người,
Nhưng mà mình không biết là mình có thích ăn hay không nên mình không có bóc ra. Đó, này là bánh nha. Đây cũng là bánh này này, Tokyo là cheesecake này hả. Đó. Bánh phô mai Tokyo mới chịu nha. Không biết có ai ở Nhật không xem cho mình là mấy cái này nó có hot trend ở Nhật hay không hay sao mà ục mua về. Rồi này cái gì nó không biết. Cái này nhìn có vẻ là hay hay nè, mình bóc ra mình coi nào. À ha, cái này giống như là mấy cái miếng mà ngày xưa hồi bé mình hay ăn đó mọi người, để thử coi nào nha. Cái này giống mực bento mọi người, giống mực bento của Thái. Nhưng mà ăn nó sao sao không ngon bằng bento. Rồi cái này là cái gì vậy? Cái gì ba? Bình thường ổng làm gì thích ăn cái này ta? Cái này là cái thanh cua mọi người. Tự nhiên mua cái thanh cua này cá. Quá trời quá đất luôn à. Kẹo. Trời ơi, kẹo ông cũng mua nữa. Tâm hồn ăn uống mọi người. Gì đây nữa? Cái này là phô mai. Phô mai của Nhật hả? Bà ơi. Rồi kẹo. Cái này kẹo nho hả? Kẹo nho, thử coi. Cái này nhìn lạ lạ này ha. Cái này ngon nè. Kẹo nho này ngon. Mua quá trời kẹo nho luôn. Ngon lắm mọi người. Rồi đây là gì đây? Cái này là hình như nước cái sốt để làm spaghetti hả? Mì Ý hả? Không, mấy cái sốt này nè. Phải không? Toàn tiếng Nhật không à. Cái này là sô-cô-la. Sô-cô-la trắng. Nó ghi ngoài sô-cô-la trắng 12 miếng này. Ở Mỹ quá trời sô-cô-la luôn mà không có thích ăn sô-cô-la Mỹ mọi người ơi. Mà anh thích sô-cô-la Nhật. Rồi bánh chuối này mọi người. Bánh chuối này giống bánh chuối Đài Loan á. Cái này cũng là cái nước sốt luôn. Sốt Mỹ Ý mà sốt đen hả. Mấy cái bánh kẹo của Nhật người ta làm đóng gói đẹp ha. Rồi đây này là bánh quy nè. À, bánh quy. Rồi cái này cũng là cái cheese. Bánh gì? Chẳng hiểu nữa. Không biết nữa. Đủ. Toàn là bánh kẹo không vậy trời. Cha ơi là cha ơi. Có gì đây nữa? Này phải mở ra. Ta đóng gói kỹ vậy. Trời ơi. Cái bánh gì đây? Ba ơi là ba. Cái gì vậy? Cái này bánh cuộn lại mọi người. Giống như là bánh quế mọi người ơi. Đúng thiệt. Lại là bánh kẹo. Cái này là giống như là bỏng ngô vậy đó, mà trong cái gói vậy nè. Cái này cũng là bánh luôn nha mọi người. Bánh này. Bánh luôn. Cái gì vậy trời? Cái này là bơ. Bơ để nấu ăn đó mọi người. Rồi cái này là
thề luôn toàn tiếng Nhật rồi sao biết cha. Cái này cũng vậy, chắc là mấy cái loại nước sốt mà để ổng nấu ăn hay gì á. Ông này thiệt tình luôn á ông ơi. Cái này là gì đây? À, đào hả? Đào trắng. Mà nó đóng hộp như thế này nè. Lần đầu tiên thấy đào trắng luôn á. Rồi cái này là ổi với lại là đào. Đóng hộp vậy. Chẳng hiểu sao mà thích mua mấy đồ đóng hộp này luôn. Trời ơi là trời. Ô là trời. All those cookies and things are expensive and famous, but this stuff here is like just cheap candy. So the cookie more expensive. Yeah. Like the grape stuff and the gummies. All that stuff's nothing. Those little fish sticks. Like 5 cents. 5 cents? Yeah. Is that 200 there? Just about. Close. Not quite, but very close. Oh la yeah. This is famous there too. It's like a French fry potato chip. The Japanese love this and it comes from China. Okay. So my guess is you can make a soup with it. A lot of different types of cookies. For some reason they love these mixes. So I can make you different types of spaghetti with it. That is squid ink. Okay, I saw it. What else? These. I don't know, they got these New York thing. Good. Not really sweet, right? You gonna bite? No. Nó hóng nè ông bà cô chú. Nó coi ba nó đập hộp thùng quà từ Nhật. Mà nó hóng từ nãy giờ luôn. Oh, these things I don't even know. It's different than this, the Tokyo Milk Cheese Factory. They make cookies that are really famous. If you try to get them anywhere here, they're like $40 a box. Really? Yeah, but these two boxes, they cost like 20 bucks. Wow. Because it's from there. This is like a mochi thing. That mochi? Yeah, I think you're gonna like that. Because it's got like the... I don't know if I'm necessarily gonna like it, but I think you'll like it. Quá trời quá đất rồi ha. Ông Bo ông mua quá trời luôn á con ơi. Ông mua đồ ăn quá trời luôn. Wow. Bữa nay Tommy Tham giỏi quá ta. Ngóc đầu được lâu quá ta. Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Oh. Được bố mẹ tập cho ngóc đầu từ lúc một ngày tuổi luôn đó, ông bà cô chú. Mà bây giờ gần 2 tháng này, giờ tự ngóc về luôn à. Giỏi lắm. Lúc nào mệt là bắt đầu hạ cái đầu xuống. Chuẩn bị mệt rồi đó. Thì một ngày như thế này thì mình sẽ cho bé tập khoảng cỡ tổng cộng nha. Tổng cộng trong một ngày sẽ tập cỡ khoảng 30 phút. Thì mình tập khoảng cỡ mấy lần đó mọi người. 4-5 lần trong ngày vậy đó. Hey. Mỗi lần như vậy cỡ khoảng 5 phút ha. Có khi thì em tập hơn 30 phút, có khi thì tập ít hơn, tùy ngày em có hứng hay không thôi. Thế
thích lắm, thích ngóc đầu lắm. Ví dụ đang khóc vậy nha, đang nằm ngửa mà khóc nha, là lật lại như thế này là thích lắm, im re luôn. Em ơi, em ơi, chuẩn bị mệt rồi đó mọi người. Rồi bắt đầu được rồi đó. Báo hiệu là con tập xong rồi, con tập xong rồi bố mẹ ơi. Wow, thích có hè. Ừ, thích có hè con hè. Zika. Oh. A ching ding 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 ding
Bà cô chú này, bữa nay mẹ nấu món cháo canh ở ngoài quê đấy. Gọi là cháo canh nha mọi người. Trong miền Nam thì kêu là bánh canh, nhưng mà đây là cháo canh. Thì nó khác chỗ là đây là bằng bột mì hoàn toàn. Và bột mì là cắt sợi như thế này này, với cả là nấu bỏ trực tiếp vào nước hầm xương vậy đó. Xương thì mình mua xương ống, có khi mình thích thì mình nấu xương sườn non gì đó, là bỏ vào như thế này hầm, mình ăn thích ăn kiểu béo béo hơn đó. Ngoài ra thì cũng có cháo canh mà kiểu cháo canh không có hầm không có hầm béo, mà là người ta nấu nước dùng riêng, xong người ta bỏ sợi bánh canh riêng. Ở quê mình là ưa chuộng ăn món này vào buổi sáng lắm mọi người, hoặc buổi chiều cũng có, mà buổi tối cũng có nhiều quán người ta bán buổi sáng, có quán bán buổi chiều tối. Và thường topping á thì người ta sẽ có trứng cút này, rồi thịt heo, mà thịt heo người ta ướp sẵn rồi, xong rồi người ta xào lên, nấu lên, nó kho lên đó mọi người, xong người ta bỏ lên trên có một điều, rồi có thể là ốc heo nè, topping thì đủ thể loại luôn. Rồi gọi là gì ta, rồi chả lụa hả, người ta cắt rồi bỏ lên, nhiều lắm, tùy quán người ta bán. Còn ở đây thì hôm nay mình bỏ trứng cút thôi, rồi xương này mình hầm rồi nục, rồi có miếng thịt này thì mình ăn. Còn nếu mà làm bài bản thì có nhiều topping hơn mọi người. Ăn xong thì có trái cây tráng miệng chôm chôm này ha, rồi bên này là mít này, mít thì mình mua nửa trái mít đây, mà hình như nó không có được ngon cho lắm mọi người.
Đó. Tí nữa bổ ra ăn. Rồi thì bây giờ mình cũng dừng cái video này đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo. Bye.